Xin chào các bạn nhé. Các bạn ơi, hôm nay các bạn cùng vào bếp với mình. Mình sẽ hướng dẫn các bạn đó là làm món rau muống xào tỏi các bạn nhé. Bây giờ các bạn cùng vào bếp với mình nhé. Các bạn ơi, đầu tiên mình sẽ bật bếp lên nhé. Mình sẽ cho tỏi vào. Tỏi vào để phi thơ sợ các bạn nhé. Nó không bị khô như vậy. Giờ thì mình sẽ cho vào đây một chút giò hàn, giò hàn được chiên xào nóng. Mình sẽ cho vào đây một chén hạt nêm nhé. Các bạn ơi, đây là những rau mà xào tỏi của mình nhé. Mình đã xào xong rồi, rau xanh tỏi trên. Chúc các bạn thành công nhé.